Hơn 8 giờ 20 phút ngày 19 tháng 9, Công an quận 7 phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ người đàn ông nghi giết người phụ nữ, rồi chở thi thể nạn nhân đến công an phường đầu thú. Trước đó khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, Đỗ Tấn Lộc, sinh năm 1990, ngụ quận 7, điều khiển xe ô tô chạy tới trụ sở công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh rồi dừng lại. Sau đó, Lộc đi vào trong nói là chở xác chị TTN đã chết tới đầu thú. Công an đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bước đầu, Lộc khai sát hại chị N rồi chở tới công an phường đầu thú. Hiện công an đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.